Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ở miền Bắc lúc này thì trời vẫn khá nhiều mây, kèm theo đó là sương mù vẫn đang duy trì nhiều khu vực. Thời tiết thì vẫn khá dễ chịu, trời chỉ se se lạnh với mức nhiệt hầu hết các khu vực đều phổ biến từ 21 đến 23 độ. Chỉ riêng một số nơi thuộc vùng núi là có nhiệt độ dưới ngưỡng 20 độ. Trạng thái mây nhiều và sương mù sẽ tan nhanh bởi khoảng 2 tiếng nữa là trời sẽ chuyển nắng, bầu không khí sẽ được sưởi ấm dần, vì thế cảm giác se lạnh cũng sẽ biến mất. Đến 13-14 giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ, và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Bắc. Trạng thái nhiều mây cũng đang duy trì nhiều nơi ở Trung Bộ, trong đó vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trời không có mưa nhưng có sương mù che phủ, còn ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên thì có mưa. Nhưng cả sương mù và những cơn mưa ở Trung Bộ sẽ không duy trì lâu. Các khu vực có được trạng thái tạnh giáo xen kẽ với những khoảng nắng gián đoạn trong buổi sáng cho đến đầu giờ chiều. Mức nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 29 đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Từ sau 15 giờ trở đi thì trời chuyển nhiều mây hơn, nắng yếu và mưa dông sẽ quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, người dân vẫn cần cảnh giác với nguy cơ xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Thời tiết nắng ráo cũng sẽ duy trì ở các tỉnh thành thuộc Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Đến chiều tối, nhiễu động gió đông và rãnh thấp xích đạo sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trên biển, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng đông đến đông nam mạnh ở mức cấp 4, mưa vài nơi. Trong khi đó, thì ở khu vực phía nam, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4. Mưa rào và dông thì vẫn tiếp tục xuất hiện trên nhiều vùng biển, trong đó có khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên bà con vẫn cần hết sức lưu ý. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.